Lịch sử trại thẳng tiến. Vào thập niên năm 1930, trong huy hiệu hướng đạo Việt Nam dưới hoa bách hợp, không có phương châm sắp sẵn mà chỉ có hai chữ thẳng tiến. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam bị Cộng sản cưỡng chiếm. Hội hướng đạo Việt Nam bị cấm chỉ hoạt động. Rất đông huynh trưởng và hướng đạo sinh đã từ giã đất nước thân yêu, bất chấp mọi nguy hiểm, vượt biên, vượt biển tìm tự do. Các sinh hoạt giúp ích đã đưa đến đơn vị hướng đạo Việt Nam đầu tiên, được thành hình từ những ngày đầu tiên của người di tản vào tháng 5 năm 1975 tại đảo Guam, trưởng Trương Trọng Trác. Từ đó liên tục việc thành hình tự phát của các đơn vị hướng đạo Việt Nam tại các trại tị nạn và các đệ tam quốc gia đã đưa đến hội nghị Costa Mesa năm 1983. Và sau hội nghị Costa Mesa năm 1983, trại họp bạn hướng đạo Việt Nam đầu tiên của người Việt Nam tị nạn đã được tổ chức tại Jamesville, Pháp Quốc vào mùa hè năm 1985, lấy tên là Thẳng Tiến. Trại trưởng là Nghiêm Văn Thạch. Vào năm 1988, trại Thẳng Tiến 2 được tổ chức tại Toronto, Gian Á Đại, trại trưởng Nguyễn Tấn Hồng. Trại Thẳng Tiến 3 được tổ chức vào năm 1990 tại San Jose, California, Hoa Kỳ, trại trưởng Lý Khánh Hồng. Trại Thẳng Tiến 4 được tổ chức vào năm 1993 tại Le Bre, Pháp Quốc, trại trưởng Vĩnh Đào. Trại Thẳng Tiến 5 được tổ chức vào năm 1995 tại Sydney, Úc Đại Lợi, trại trưởng Nguyễn Văn Thuất. Trại Thẳng Tiến 6 được tổ chức vào năm 1998 tại Reston, Virginia, Hoa Kỳ, trại trưởng Võ Thành Nhân. Trại Thẳng Tiến 7 được tổ chức vào năm 2002 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, trại trưởng Lương Hoàng Nam. Trại Thẳng Tiến 8 được tổ chức vào năm 2006 tại Riverside, California, Hoa Kỳ, trại trưởng Dương Tiến Đạt. Vào năm 2009, trại Thẳng Tiến 9 được tổ chức tại King City, California, Hoa Kỳ, trại trưởng Trần Anh Kiệt. Trại Thẳng Tiến 10 được tổ chức vào năm 2014 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, trại trưởng Ngô Vinh Khoa. Vào năm 2018, trại họp bạn Thẳng Tiến 11 được tổ chức tại Virginia, Hoa Kỳ, trại trưởng Phạm Ngọc Quế Chi. Theo thống kê cho đến nay, có trên 11.500 trại sinh đã ghi danh tham dự Thẳng Tiến và có trên 2.300 trưởng, phụ huynh và các em đã tham gia việc tổ chức Thẳng Tiến. Trại Thẳng Tiến tuy tổ chức cho các đơn vị thuộc hướng đạo Trung ương, nhưng lại có một thành phần trại sinh vô cùng phong phú, hơn tất cả những trại họp bạn hướng đạo trên thế giới và ngay cả tại Việt Nam trước năm 1975. Bên cạnh những bộ đồng phục khác nhau từ các quốc gia có người Việt định cư, trại sinh còn được nghe những ngôn ngữ khác nhau như Pháp, Đức và Anh ngữ. Trại Thẳng Tiến còn là nơi tụ điểm của sự hòa nhập hay hội nhập văn hóa Việt Nam và quốc gia chủ, tức là host country, là nơi tổ chức Thẳng Tiến. Do đó, duy trì bản sắc văn hóa còn là sứ mệnh của các trưởng trực tiếp tổ chức trại. Thử thách khó khăn nhất vẫn là duy trì được tiếng Việt để sinh hoạt chung với nhau giữa những hướng đạo sinh đến từ các quốc gia khác nhau như Pháp, Đức, Canada, Úc và Hoa Kỳ. Ngày văn hóa trại Thẳng Tiến không chỉ nhằm phô trương di sản của dòng Việt tộc mà còn thuần mục đích giáo dục cho các thành viên của phong trào. Qua các sinh hoạt giới quan sát có thể thấy được tấm lòng tha thiết của quý trưởng hướng đạo Việt Nam đối với công nghiệp của tổ tiên. Hầu hết các tiết mục văn nghệ lửa trại là những trang sử hào hùng thể hiện tình yêu quê hương của đất nước của những con dân đang sống đời tha hương. Thẳng Tiến là trại họp bạn duy nhất mà thành phần trại sinh bao gồm các ấu sinh cho đến quý lão niên như Trưởng Phúc, 91 tuổi, đã đến từ Toronto, Canada tham dự trại Thẳng Tiến 6 vào năm 1998. Trại không chỉ dành riêng cho hướng đạo sinh hay những trưởng đang sinh hoạt, mà còn cho cả những phụ huynh, quý thân hữu và cho những anh chị em đã từng tham gia phong trào trước năm 1975. Trại là nơi hội ngộ của các đạo thuộc Hội Hướng đạo Việt Nam trước năm 1975, hiện có đông thành viên đang sinh sống
hay tạm cư tại các quốc gia. Trại thắng tiến mang nặng ý nghĩa tình gia đình của những người hướng đạo Việt Nam. Do đó, chương trình trại không chỉ chu đáo cho các em mà còn chu toàn đối với quý trưởng, nay đã lớn tuổi mà vẫn còn tha thiết đến sinh hoạt của hướng đạo Việt Nam. Trại Hợp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam Thắng Tiến 11 xin chào đón quý vị quan khách, phụ huynh và đặc biệt là 45 liên đoàn hướng đạo Việt Nam từ khắp nơi về hội ngộ tại Ken Snyder, vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. The 11th International Jamboree of Vietnamese Scouting would like to welcome all special guests, parents, leaders, and scouts from all corners of the globe gathering here in the Washington DC area. Mở đầu cho phần nghi thức khai mạc, xin kính mời quý vị chào đón các liên đoàn diễn hành từ cổng trại tiến vào quảng trường. And following tradition, ladies and gentlemen, please welcome the scout troops of the TT 11 Jamboree marching in. They will be called by region. And you will notice they will be lined up in such a way that form a square knot, which is more visible with an aerial view. A drone will take an aerial photo after the lineup. Đừng dài, còn nhiều gian khó.